Cây dại ở Việt Nam hóa thành mỏ tiền, trồng 3 tháng cho tiền tỷ. Đây là một loại cây dại thường mọc hoang ở bờ bụi, ít ai ngờ có ngày chúng đưa về nhiều tiền. Cà gai leo mặc dù là cây dại, nhưng hiện nay được dùng trong chế biến thuốc, có tác dụng với sức khỏe. Ở Việt Nam, nhiều người đã trồng cây này và kiếm được nhiều tiền. Ví dụ như anh Bùi Quý Hợi, 36 tuổi, ở xã Bảo Hiệu, huyện Yên Thủy, Hòa Bình, thu hoạch được 40 tấn cà gai khô, bán với giá 40.000 đồng, trừ hết chi phí, lãi một năm 1 tỷ đồng. Cà gai leo là một cây khá dễ trồng, ít bị sâu bệnh, phát triển quanh năm, trung bình trồng khoảng 3 tháng là có thể thu hoạch được. Với 10 hecta thì mỗi lần thu hoạch được khoảng trên dưới 10 tấn cà gai khô. Cà gai leo là cây ưa sáng, có khả năng chịu hạn cao, cây không chịu được ngập úng. Cà gai leo thích nghi trên nhiều loại đất khác nhau như đất phù sa, đất cát, đất đồi basalt. Sau khi cà gai leo thu hoạch được thì cắt hết về rồi băm và phơi khô. Cây có nhiều gai nên công đoạn làm sau khi thu hoạch khá vất vả. Đặc biệt, cây này không sâu bệnh, chi phí đầu tư thấp và kỹ thuật lại đơn giản nhưng lợi nhuận cao. Sau thu hoạch, chỉ cần cắt cành xong, không cần phải trồng lại như các loại cây khác, rồi chăm cho cây ra mầm để phát triển. Trung bình, sau khi trồng khoảng 3 tháng có thể thu hoạch và cho thu hoạch liên tục trong vòng 3 năm mới phải trồng lại. Như vậy, từ một cây dại ở Việt Nam, cà gai leo đã hóa thành mỏ tiền trong vòng 3 tháng, có thể cho tiền tỷ đối với người nông dân.